Rồi, hello, mình chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay muốn vừa lên cái con máy cho ông anh trai ở Vĩnh Long ha. Thì con máy này là con máy 36 phép chạy hai biến áp. Thì con máy này nó vừa thả cáp tổng hợp ha, như lăng, chê, chèn, chốt, thắt lát, cái kết, cái nheo, cái ngạnh, cái dây mềm ha anh em. Thì cá dồ, cá ba sa, cá cha thì đều ok hết nha anh em. Thì một vợt thì mình đánh tổng hợp bao gồm guppy và cá lóc luôn. Ở đây là chế độ thả, đây là chế độ thả cáp anh em. Đây mình chỉnh đầu tiên cho nó nhanh, cho nó dậy ra, nó mỏng lại ha. Đây là mình chỉnh đầu tiên ha. Thì mình thả thì như vậy là ok ha anh em. Đây là tần số. Thả mình có thể cho nên nó nhanh hơn xíu. Cho nó nhanh hơn xíu ha. Rồi. 36 phép anh em. 36 phép chạy 36 phép chạy hai biến áp E55 thì xài 4 tụ đầu ga ha. Tụ đầu ga 4 tụ lớn anh em. Đây. Cùng cảm E55 luôn. 4 ít xì gà lớn ha. 4 tụ băm. Thì các anh em nào xài thì các anh em cứ liên hệ cho mình ha. Thì cái máy này em bao cho tất cả cho anh em cá nổi đẹp nha anh em, bao gồm giật và thả cáp luôn nha. Thì con máy này ông anh đã chuyển phản cọc trước cho mình ha. Thì mình làm xong thì mình sẽ gọi cho ông anh chạy xuống nhà lấy luôn nha. Anh xuống nhà lấy cho anh, không chịu gửi, gửi thì nói chung là nó sợ hư hao rồi này nọ thì mất công gửi tới gửi lui cũng phiền. Thì con máy này em đã làm hoàn thiện xong ha.